EU bất ngờ vì châu Phi dành sự ủng hộ cho ông Putin Người Ukraine đang bất mãn với ông Zelensky Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn ở Biển Đen NATO chặn tàu chiến và tiêm kích Nga Nhưng Ukraine vẫn gặp khó Ba nước NATO tạo hành lang di chuyển quân sự sườn phía đông Hezbollah tung video UAV quần thảo trận địa vòm sắt của Israel. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Joseph Borrell, phát biểu với báo chí trong hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập NATO về điều mà ông thấy ngạc nhiên ở châu Phi. Ông Borrell nhận định, ở châu Phi mọi người ủng hộ Putin, họ nói ông Putin đã cứu Donbass. Nhà ngoại giao hàng đầu châu Âu nhấn mạnh rằng, phương Tây cần có cách tiếp cận mới về quốc phòng, tập trung vào chiến tranh thông tin thay vì các chiến thuật quân sự truyền thống. Ông Borrell khẳng định, chúng ta cần một đội quân khác, chúng ta cần những người theo dõi mạng lưới và những người giải thích những gì đang diễn ra, lập trình lại người nghe, cung cấp cho họ thông tin chính xác để ngăn chặn sự can thiệp vào các quá trình bầu cử. Nhà ngoại giao khẳng định tầm quan trọng của việc tập trung vào cuộc chiến thông tin, không phải trên chiến trường thực tế mà trong tâm trí người dân. Nhận định của nhà ngoại giao hàng đầu châu Âu, dường như đề cập đến cuộc phỏng vấn của đặc phái viên Chas Mahmoud Adaburcia với kênh RT của Nga nói rằng, ông Vladimir Putin tái đắc cử không chỉ có lợi cho người dân Nga mà còn cho toàn thế giới, bao gồm cả châu Phi. Ông Burchia cho biết, tổng thống Nga Putin đã tăng cường quan hệ với châu Phi và nói thêm rằng Nga được lãnh đạo bởi một tổng thống vĩ đại. Trong khi đó, Vị thế của một số quốc gia châu Âu ở lục địa đen đã bị ảnh hưởng nặng nề. Quân đội Pháp và mới đây là Đức đã bị yêu cầu rút quân khỏi các quốc gia khu vực Sahel. Đây là một trong những khu vực nóng ở châu Phi với những lời kêu gọi sự hỗ trợ quân sự của Nga ngày một nhiều thêm. Còn về tình hình ở Ukraine, cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR dường như đã nhận được thông tin từ một trong những đặc vụ của họ ở Kiev rằng Mỹ có thể đang tìm kiếm người kế nhiệm tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky theo một bức điện được giải mật đăng trên tạp chí Rastvetich. Theo văn bản trên, SVR dường như nhận định người dân Ukraine ngày càng không hài lòng với cuộc xung đột kéo dài với Nga và sự mất lòng tin với chính quyền gia tăng, đặc biệt sau khi ông Zelensky hết nhiệm kỳ tổng thống 5 năm vào ngày 21 tháng 5. Tuy nhiên, SVR cho rằng phương Tây muốn ông Zelensky duy trì chức vụ vì ông ấy rất quan trọng đối với các kế hoạch viện trợ cho cuộc chiến nhằm mang lại lợi nhuận cho quan chức Ukraine và các nhà sản xuất vũ khí phương Tây. Theo SVR, Mỹ có thể đã tăng cường nỗ lực tìm kiếm người thay thế tổng thống đương nhiệm Ukraine khi liên hệ với Pios Poroshenko, lãnh đạo đảng đoàn kết châu Âu và thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko. SVR cho biết Mỹ cũng đang bí mật làm việc với người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine Andrei Yermak, cựu tổng tư tổ lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzny và cựu chủ tịch quốc hội Dmitry Razumkov. Họ có thể sẽ là phương án thay thế khi Ukraine cần đổi lãnh đạo. Tuy nhiên, cơ quan này không đưa ra bằng chứng cho thông tin. Các đối tác phương Tây thời gian qua liên tục gửi tàu quân sự cho Ukraine, nhưng đáng ngạc nhiên là không có dữ liệu về việc sử dụng chúng. Điều này dẫn tới việc một số chuyên gia nhận xét Ukraine đang chuẩn bị tiến hành các hoạt động đổ bộ. Thống kê kể từ năm ngoái, các nước phương Tây đã bàn giao hàng trăm tàu quân sự cho Ukraine, có khả năng đưa lượng lớn lính thủy đánh bộ đến bờ biển vùng Kherson và bán đảo Crimea. Cho đến nay, chỉ 4 tàu đổ bộ cỡ nhỏ được biết đến đã tham gia hoạt động tác chiến của quân đội Ukraine khi chúng đưa binh sĩ nước này lên giải đất Tendraspit hướng Kherson. Một chiếc khác của lực lượng vũ trang Ukraine được phát hiện gần bán đảo Crimea. Nhiều khả năng những phương tiện còn lại đang được giữ trữ ở hậu phương nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho một hoạt động tác chiến lớn hơn trong tương lai. Được biết, hàng nghìn lính thủy đánh bộ Ukraine đã được huấn luyện ở Anh, Đan Mạch, và Na Uy và đang chuẩn bị đổ bộ lên một bờ biển có ý nghĩa chiến lược. Mối đe dọa đối với Nga sẽ tiếp tục hiện hữu cho đến khi nhiệt độ nước biển giảm xuống và mùa bão bắt đầu ở Biển Đen. Ngoài ra, cuộc bầu cử ở Mỹ sẽ là một yếu tố riêng biệt. Lực lượng vũ trang Ukraine theo nhận xét sẽ cố gắng tạo nên một bức tranh thành công đẹp đẽ để tạo đà vận động chính trị. Theo thông tin cập nhật từ pháo đô đốc Oleksiy Neyspapa, tư lệnh hải quân Ukraine, các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái USV và tên lửa của Ukraine khiến trụ sở hạm đội biển đen của Nga ở Sevastopol trở nên vô dụng và nhiều tàu phải di rời tới nơi khác. Cũng theo ông, các tàu của Nga đang được giữ ở Novorossiysk thuộc vùng Krasnodar của Nga và một vài chiếc hoạt động ở biển Azov. Căn cứ hạm đội Biển Đen ở thành phố Sevastopol là nơi thực hiện nhiều chức năng quan trọng của hạm đội, bao gồm huấn luyện, sửa chữa và lưu trữ đạn dược. Hồi tháng 4, Bộ Quốc phòng Anh cho biết việc di chuyển hạm đội biển đen của Nga đến Novorossiysk có thể là phương pháp tốt nhất để tránh cuộc tấn công từ đường biển của Ukraine. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng bảo trì, hậu cần và xử lý vũ khí tại căn cứ này rất có thể đã được cải thiện để hỗ trợ các hoạt động sắp xếp căn cứ mới vô thời hạn. Ukraine đã mất hầu hết lực lượng, lượng hải quân truyền thống khi bán đảo Crimea sắp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga hồi năm 2014. Tuy nhiên, Ukraine đã tấn công hạm đội biển đen của Nga bằng USV cũng như tập kích các mục tiêu trên bán đảo Crimea bằng tên lửa Atak MS do Mỹ sản xuất. Các thiết bị không người lái giá rẻ của Ukraine còn tấn công nhiều tàu chiến Nga, bao gồm tàu tuần tra Sergei Kotov và tàu hộ tống Ivanovets. Ngoài ra, các cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga cũng bị USV Ukraine tấn công như cầu Kerch, nối đất liền Nga với bán đảo Crimea hoạt động của Ukraine quanh Biển Đen đã giúp nước này duy trì việc vận chuyển các nguồn cung thực phẩm quan trọng như các chuyến hàng ngũ cốc. Mới đây, ông Naja Volosin, người phát ngôn của nhóm binh sĩ Khotysia của Ukraine cho biết, ở tỉnh Kharkov, lực lượng Ukraine đang cố gắng giành lại các khu vực đã mất và đánh hạ quân đội Nga. Kiev Independent dẫn lời ông Maxim Zorin, phó chỉ huy lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine, rằng Ukraine đã ngăn chặn kế hoạch của Nga nhằm tiến công và kiểm soát làng Borova, tỉnh Kharkov. Nga không chiếm được khu vực nào và hiện tình hình đang nằm dưới sự kiểm soát của lữ đoàn tấn công số 3 Ukraine. Ở diễn biến có liên quan, trong cuộc phỏng vấn với Fox News ở Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết, Kyiv có kế hoạch chống lại sự gây hấn của Nga nhưng cần thêm vũ khí. Ông nói, chúng tôi có khả năng và chúng tôi có thể giành chiến thắng. Chúng tôi có một kế hoạch và chúng tôi nói rằng chúng tôi cần thêm vũ khí. Khi được hỏi liệu ông có nghĩ xung đột sẽ kết thúc hay không, Bộ trưởng Umerov nói rằng, chúng tôi biết cách thức và có khả năng chiến thắng. Bình luận về vụ Nga bị cáo buộc tấn công tên lửa vào bệnh viện Okhmatnet, ông Umerov cho rằng Ukraine cần tăng cường phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự. Được biết, thời gian qua, phương Tây đẩy nhanh quá trình viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh nước này thiếu hụt vũ khí nghiêm trọng. Tuy nhiên, động thái này của các nước phương Tây cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Nga. Nga cho rằng Việc Mỹ thông qua dự luật viện trợ cho Ukraine chỉ khiến kéo dài cuộc xung đột và khiến nhiều người thiệt mạng hơn. Nga tuyên bố quân đội nước này sẽ tăng cường tấn công vào các trung tâm hậu cần và kho lưu trữ vũ khí phương Tây ở Ukraine. Một vị tướng Nga cảnh báo, để đối phó với các mối đe dọa do Mỹ và các đồng minh gây ra, chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện lực lượng và tăng cường sản xuất các loại vũ khí và thiết bị quân sự. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường cường độ tấn công vào các trung tâm hậu cần và kho chứa vũ khí của phương Tây. Lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp tục giải quyết các nhiệm vụ được giao cho đến khi hoàn thành đầy đủ các mục tiêu của kế hoạch quân sự. Các chuyên gia cho rằng, với việc Nga khẳng định sẽ tấn công vào các trung tâm hậu cần và kho lưu trữ vũ khí phương Tây ở Ukraine, thì chỉ một sai lầm nhỏ từ bất kỳ bên nào cũng có khả năng dẫn đến đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai bên. Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB tuyên bố ngăn chặn vụ tấn công cực đoan vào một nhà thờ chính thống giáo ở cộng hòa Adygea, miền nam nước Nga. Trong tuyên bố đưa ra mới đây, FSB cho biết, âm mưu tấn công do một thành viên của tổ chức cực đoan quốc tế lên kế hoạch tiến hành tại Cộng hòa Adygea đã bị ngăn chặn. Theo nhà chức trách, nghi phạm đã nhắm vào một nhà thờ ở thành phố Maykop và có ý định giết chết các linh mục và nhân viên bảo vệ trước khi phóng hỏa tòa nhà. Các quan chức cho biết, đối tượng này đã nghiên cứu địa điểm, lên kế hoạch cho cuộc tấn công và chế tạo một số quả bom cháy cải tiến. Thông báo của FSB cho biết, các đặc vụ FSB cũng thu giữ những tài liệu cực đoan cơ của một nhóm tổ chức cực đoan chưa xác định và một con dao. Nhà chức trách khẳng định nghi phạm có ý định ghi lại hình ảnh vụ tấn công và chia sẻ lên mạng với mục đích tuyên truyền về tổ chức của hắn. Kẻ tấn công được cho là đã lên kế hoạch bỏ trốn ra nước ngoài sau khi gây án nhưng đã bị FSB bắt giữ. FSB cho biết nghi phạm là một người di cư đến từ một nước Cộng hòa Trung Á và bị cáo buộc là thành viên của một tổ chức cực đoan quốc tế. Cách đây ít ngày, báo Guardian dẫn nguồn hãng thông tấn TASS cho biết FSB đã ngăn chặn một vụ tấn công cực đoan vào tàu đô đốc Kuznetsov, tàu sân bay duy nhất của Nga và hiện đang được sửa chữa ở cảng Murmansk. Theo cáo buộc của FSB, tình báo Ukraine đã liên lạc và sử dụng một thủy thủ phục vụ tàu Kuznetsov, hứa hẹn sẽ trả tiền cũng như hỗ trợ quá cảnh tới Phần Lan sau khi thực hiện tấn công thành công con tàu. FSB đã mở một vụ án hình sự về vụ việc này. Tàu đô đốc Kuznetsov được hạ thủy năm 1987 và hiện là tàu sân bay duy nhất còn trong biên chế của Hải quân Nga. Con tàu bắt đầu được đại tu vào năm 2017 sau khi hỗ trợ các kế hoạch quân sự của Nga tại Syria. Chi phí sửa chữa dự kiến từ 300 triệu đến 350 triệu rúp, tức là khoảng từ 3,4 đến 4 triệu đô la Mỹ. Trong đó một số hệ thống trên tàu sẽ được nâng cấp, chẳng hạn như hệ thống phòng thủ tầm cực gần. Quá trình đại tu dự kiến hoàn thành vào năm 2024, giúp tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov có thêm năng lực chiến đấu mới và phục vụ hải quân Nga thêm từ 10 đến 15 năm nữa. FSB cũng thông báo về vụ bắt giữ một công dân Nga đã thừa nhận được quân đội Ukraine chiêu mộ, đang chuẩn bị tiến hành một vụ tấn công cực đoan. Người này đã tổ chức gửi ba thiết bị nổ được ngụy trang như quà tặng đến nhà của ba nhân vật cao cấp trong Bộ Quốc phòng Nga tại thủ đô Moscow. Theo Kiev Independent, trong ngày 12 tháng 7, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine đã thông báo về việc Nga tập kích diện rộng ở nhiều thành phố trên khắp cả nước trong đêm. Tại Starokostiantinov, lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn 5 tên lửa KH-101 và 11 UAV của đối thủ. Trong khi đó, chính quyền thành phố Kherson tố nga nã pháo ồ ạt tại khu vực này. ông Roman morocco lãnh đạo chính quyền quân sự Khevron cho biết, một số tòa nhà bị sập, cơ sở hạ tầng cung cấp nước bị ảnh hưởng. thực sự là một phép màu khi không có ai bị thương trong đợt pháo kích của đối thủ. tại vùng Donetsk, Ukraine tố nga tổ chức nhiều cuộc tập kích trong vòng 24 giờ qua ở Liman, Pokrovsk và Kostiantynovka. những vụ tấn công này khiến nhiều người thương vong. cùng ngày, ông Vyacheslav Gladkov lãnh đạo tỉnh Belgorod của Nga đã cáo buộc Ukraine tập kích qua biên giới, khiến một người thiệt mạng và 30 người bị thương. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11 tháng 7 tuyên bố quân đội nước này đã giành được quyền kiểm soát đối với khu vực Voskhod ở vùng Donetsk trong 24 giờ trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong 24 giờ nhóm tác chiến phía Bắc đã gây thương vong cho 5 lữ đoàn Ukraine và nhóm tác chiến phía Nam gây thương vong cho nhiều binh sĩ Ukraine. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng nước này đã tấn công các đơn vị quân sự và thiết bị của Ukraine ở 127 khu vực, phá hủy máy bay không người lái UAV, 5 rocket thuộc hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS trong 24 giờ. Trong khi đó, nhận định về tình hình ở Kharkov, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga cũng thiệt hại đáng kể. Báo cáo của Anh cho biết trong vòng 2 tháng qua, Nga đã mất khoảng 70.000 quân. Con số này phản ánh đúng việc Moscow đẩy mạnh tiến công ở Kharkov, trong khi vẫn duy trì sức ép trên các mặt trận khác. Cũng theo Bộ Quốc phòng Anh, dù Nga đã đạt được một số bước tiến ở Kharkov, nhưng Ukraine cũng phòng thủ tương đối hiệu quả và gây ra tổn thất lớn cho đối thủ. Trong thời gian tới, thương vong của Nga được dự báo sẽ ở mức trên 1.000 người mỗi ngày. Về phía Ukraine, Kiev thông báo rằng con số thương vong phía Nga từ đầu cuộc xung đột là 556.650 người. Moscow chưa đưa ra bình luận về các con số nêu trên. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đã tích hợp thành công hệ thống tác chiến chống drone, máy bay không người lái cho các dàn pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A đang thực hiện nhiệm vụ ở Ukraine. Đây là biện pháp giúp quân đội Nga bảo vệ hệ thống pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A trước các cuộc tấn công bằng drone và bom lượn đang ngày càng trở nên phổ biến trên các chiến trường. Theo thông tin trên trang Sputnik, Hệ thống tác chiến điện tử mới được tích hợp vào TOS-1A bao gồm súng bắn drone loại mới nhất cùng các hệ thống khác có khả năng gây nhiễu và cắt nữ liên lạc của các loại drone. Công nghệ này đóng vai trò quan trọng trong việc vô hiệu hóa các mối đe dọa từ các loại drone khác nhau bao gồm cả FPV, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất. Loại drone vốn phụ thuộc nhiều vào việc duy trì tín hiệu liên lạc liên tục để hoạt động chức năng chính của hệ thống tác chiến điện tử nâng cấp này là chặn tín hiệu trên nhiều tần số mà các drone sử dụng để định vị và tấn công mục tiêu, từ đó cải thiện khả năng phòng thủ của TOS 1A và đảm bảo hiệu quả chiến đấu của nó trên chiến trường. TOS 1A còn được biết đến với cái tên là Solntsepok, được xem là một trong những hệ thống vũ khí có uy lực mạnh nhất trên thế giới và là một quân bài chiến lược của lực lượng pháo binh Nga. Đây là hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS với 24 ống phóng tên lửa mang đầu đạn nhiệt áp hoặc đầu đạn cháy được đặt trên bộ khung gầm xe tăng T-72. TOS-1A có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 6 km và phóng liên tiếp 24 quả đạn bao phủ một khu vực rộng lớn với sức hủy diệt mạnh. Việc bổ sung thêm hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến càng củng cố vai trò quan trọng của TOS-1A trong tác chiến của các lực lượng Nga ở Ukraine. Trong thời gian qua, các hệ thống nhiệt áp hạng nặng của Nga đã thể hiện uy lực trên chiến trường khi phá hủy nhiều mục tiêu kiên cố của Ukraine. Nga dường như sử dụng đạn nhiệt áp trong nhiệm vụ tập kích vì loại đạn này có thể gây ra sức công phá lớn với mục tiêu kiên cố của đối phương. Hồi đầu năm nay, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video ghi lại cuộc tấn công của hệ thống pháo TOS-1A Solsepiok nhằm vào các vị trí của lực lượng Ukraine ở miền Đông. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống Solsepiok tại thời điểm đó đã tấn công một cứ điểm và vị trí tập trung nhóm quân Ukraine tại khu vực Toski ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Kênh Telegram chính thức của Tập đoàn Quốc phòng Rostec của Nga ngày 11 tháng 7 cho hay lần đầu tiên Rostec thử nghiệm tấm giáp nội địa mới nhất, được thiết kế để bảo vệ các công trình khỏi mảnh đạn và đạn. Những tấm giáp độc đáo của Rostec có thể bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi các cuộc tấn công của thiết bị bay không người lái. Sản phẩm được phát triển tại Viện Nghiên cứu Thép thuộc tập đoàn Kalashnikov, tập đoàn con của Rostec. Theo thông tin từ nhà sản xuất, trong quá trình thử nghiệm, một tấm giáp chịu được sức xuyên phá của đạn 9x19 mm 7N21 và mảnh lựu đạn F1 phát nổ ở khoảng cách chỉ hơn nửa mét, được làm từ nhiều loại vật liệu tiên tiến khác nhau. Tấm giáp này cũng có thể chống chịu được lựu đạn cầm tay RGD5, RGN, RGO. Thông báo của Rostec cho biết, mỗi tấm giáp có trọng lượng khoảng 30 kg, có thể được lắp đặt để bảo vệ nhà kho chứa đạn dược cơ sở năng lượng trước những cuộc tấn công trực diện, đặc biệt là máy bay không người lái cảm tử. Từ đầu năm nay, Ukraine gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở hạ tầng và năng lượng của Nga. Ngành công nghiệp quốc phòng Nga được cho là đang nỗ lực tìm giải pháp để ngăn chặn các cuộc tấn công này. Các cơ sở hạ tầng năng lượng trở thành đấu trường chính của cuộc xung đột. Mùa đông năm ngoái, Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa, trong nỗ lực biến mùa đông thành vũ khí và làm mất tinh thần của Kiev. Ukraine đã xoay sở để vượt qua các cuộc tấn công nhờ hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp và các kỹ sư làm việc ngày đêm để sửa chữa các trang thiết bị quan trọng. Ở quy mô nhỏ hơn, Ukraine cũng nhắm vào các cơ sở hạ tầng dầu mỏ và khí đốt của Nga từ khi bắt đầu xung đột. Tuy nhiên, hàng loạt cuộc tấn công gần đây cho thấy cơ sở hạ tầng năng lượng hiện đã trở thành mục tiêu quan trọng đối với Kiev. Bằng cách nhắm vào các cơ sở dầu mỏ, Ukraine không chỉ cố gắng làm gián đoạn nguồn cung của quân đội Nga mà còn nhắm tới các tài sản tạo ra doanh thu đáng kể để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Moscow. Bà Lapenko, chuyên gia về an ninh năng lượng cho rằng, Nga đã kiếm được hơn 400 tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu dầu mỏ từ khi xung đột nổ ra. Nga cũng phần nào né được các biện pháp trừng phạt quốc tế bằng cách sử dụng các dịch vụ tài chính thay thế và thậm chí một số nhà quan sát cho rằng Moscow đã đầu tư vào một đội tàu bóng tối để xuất khẩu dầu một cách bí mật. Ngoài tấn công vào các cơ sở dầu mỏ, Kiev đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các trạm biến áp điện. Quân đội Ukraine khẳng định họ chỉ tấn công các cơ sở điện có liên quan trực tiếp đến kế hoạch quân sự của Nga. Nga thường xuyên sử dụng các loại tên lửa để nhắm mục tiêu vào lực lượng Ukraine trong suốt hơn 2 năm xung đột. Moscow cũng đã đặt ngành công nghiệp quốc phòng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu để duy trì hoạt động sản xuất thiết bị quân sự. Các nước phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga nhằm hạn chế khả năng sản xuất tên lửa mới của nước này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phương Tây và giới chức Ukraine cho rằng những biện pháp trừng phạt này phần lớn không hiệu quả. Đầu tuần này, Nga cũng đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Phân tích một số mảnh vỡ thu được trong cuộc tấn công, các chuyên gia Ukraine cho biết tên lửa có chứa các linh kiện điện tử do phương Tây sản xuất. Financial Times dẫn lời Olena Belushova, trưởng nhóm nghiên cứu về hàng hóa quân sự tại Viện KSE ở Kiev cho biết, công nghệ phương Tây cho phép Nga chế tạo những tên lửa tiên tiến, giúp các cuộc tấn công vượt qua hệ thống phòng thủ của Ukraine. Ấn phẩm này lưu ý rằng, Nga đang sản xuất số lượng tên lửa KH101 nhiều hơn gần 8 lần so với thời điểm trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cụ thể, năm 2021, Nga chỉ sản xuất 56 tên lửa KH101. Tuy nhiên, năm ngoái con số này đã tăng lên 420 tên lửa. Các nhà phân tích quân sự đánh giá, dù các biện pháp trừng phạt khiến Nga không thể sở hữu một số linh kiện điện tử chuyên dụng trong lĩnh vực quân sự, tuy nhiên, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đã chuyển hướng sang bộ vi xử lý và các công nghệ tiên tiến khác. Sự chuyển đổi này có thể thấy rõ trong báo cáo của Financial Times, vào đầu năm nay, theo nghiên cứu, tên lửa KH101 được Nga phóng vào tháng 1 năm nay có chứa tới 16 linh kiện điện tử do phương Tây sản xuất. Hai trong số các thành phần này do ST Microelectronics có trụ sở tại Thụy Sĩ sản xuất. Các linh kiện còn lại được sản xuất bởi các nhà sản xuất chip của Mỹ, gồm Texas Instruments, Analog Devices và Intel. Tất cả các mặt hàng này chủ yếu được dùng cho mục đích dân sự. Theo một nghiên cứu của Văn phòng Tổng thống Ukraine, cung cấp cho Financial Times, một tên lửa KH-101 còn nguyên vẹn có thể chứa hơn 50 bộ phận khác nhau do nước ngoài sản xuất. Đầu năm nay, người phát ngôn của cơ quan tình báo Ukraine cho biết, Nga đã điều chỉnh và cải tiến tên lửa KH-101. Lưu ý rằng, phiên bản KH-101 Nga dùng để tấn công Ukraine tính đến đầu năm 2024 là hoàn toàn khác với những phiên bản đã được sử dụng vào năm 2022. Trong cuộc thảo luận tại Viện Reagan, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhận định hội nghị thượng đỉnh NATO giống cuộc đối thoại về tiêm kích F-16, đồng thời đánh giá việc mẫu tiêm kích này có hữu ích đối với Ukraine hay không phụ thuộc vào số lượng và thời điểm bàn giao. Ông Zelensky nói Ukraine chờ đợi hỗ trợ từ phương Tây như người mẹ chờ con sau giờ học. Theo ông, Nga triển khai lượng lớn tiêm kích tham gia xung đột, do đó số ít F-16 sẽ không tạo ra khác biệt trên chiến trường. Ông Zelensky cho biết, dù chúng tôi có sở hữu 50 chiếc F-16, số máy bay này vẫn không là gì vì Nga có tới 300 tiêm kích. Chúng tôi đang phòng thủ và cần 128 chiếc F-16. Đồng thời ông nhấn mạnh chúng tôi không thể địch lại Nga trên bầu trời trừ khi sở hữu được chừng đó tiêm kích F-16. Nhưng đây là điều rất khó. Ông Zelensky đưa ra bình luận sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo đợt chuyển giao tiêm kích F-16 đầu tiên cho Ukraine đang diễn ra. Số tiêm kích F-16 này đến từ Đan Mạch và Hà Lan không quân Ukraine dự kiến vận hành chúng vào mùa hè này. Được biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần hối thúc phương Tây cung cấp các máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất nhằm giúp đối phó kế hoạch quân sự của Nga. Do vậy, việc F-16 được đưa tới Ukraine có thể coi là chiến thắng dành cho nỗ lực của Tổng thống Zelensky. Ông Mark Kansian, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết đây là nỗ lực mang tính biểu tượng vô cùng quan trọng đây thực sự là yếu tố cuối cùng mà ông Zelensky coi là quan trọng đối với quốc phòng Ukraine. Ông Kansian lưu ý rằng, trước F-16, Mỹ từng ngần ngại cung cấp một loạt hệ thống vũ khí gồm hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS, khẩu đội phòng không Patriot, xe tăng Abrams, tên lửa ATACMS cho Ukraine, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý chuyển giao cho Kiev. Chuyên gia Kansian nhận định về F-16 rằng, tôi nghĩ vũ khí này sẽ giúp ích cho hệ thống phòng không, nhưng nó sẽ không phải là viên đạn bạc, đồng thời cho biết Ukraine sẽ không có đủ số lượng F-16. Nga đã khai thác những lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Ukraine để thực hiện các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng, cũng như gây sức ép với quân đội Kiev ở tiền tuyến. Chuyên gia Kansian dự đoán phòng không có thể sẽ là mục đích sử dụng chính của máy bay F-16 tại Ukraine bên cạnh việc hỗ trợ quân đội ở tiền tuyến và tiến hành một số cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Mặc dù đã khởi đóng từ năm 2006, nhưng cho tới bây giờ, tàu ngầm Velikai Luki vẫn chưa hoàn thiện để gia nhập Hải quân Nga. Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu ngầm Velikai Luki hiện đang tiếp tục trải qua các cuộc thử nghiệm tại nhà máy để sớm gia nhập Hải quân Nga. Nó đã tiến hành chuyển lặn xuống độ sâu lớn. Trong khuôn khổ các cuộc thử nghiệm đang diễn ra, con tàu đã tiến hành lặn tại một trong các vùng biển thuộc quản lý của hạm đội Baltic. Cụ thể, nó đã xuống độ sâu 180 mét thủy thủ đoàn và đại diện doanh nghiệp đóng tàu đã kiểm tra hoạt động của các hệ thống và cơ chế làm việc của tàu ngầm, đồng thời đưa ra thuật toán để điều khiển ở độ sâu và các phương pháp nổi lên khác nhau. Để đảm bảo an toàn trong quá trình lặn, con tàu được hộ tống bởi các tàu chiến và đặc biệt là sự có mặt của tàu cứu hộ SS750 thuộc hạm đội Baltic. Hiện tại, con tàu vẫn đang trong quá trình thử nghiệm tại nhà máy. Ngày hoàn thành vẫn chưa được công bố, nhưng họ có kế hoạch bàn giao vào cuối năm nay. Chiếc Velikai Luki sẽ tăng cường sức mạnh cho hạm đội Baltic quyết định về việc này đã được đưa ra. Ngoài ra, Nga chuẩn bị hồi sinh mẫu tàu ngầm thống trị đáy biển. Tàu ngầm này là tàu ngầm do thám Losaric sau nhiều năm sửa chữa vì hỏa hoạn, được kỳ vọng giúp Nga vượt Mỹ trong cuộc chiến dưới đáy biển sâu. Trước đó, tàu ngầm số hiệu AS-31, biệt danh Losaric của Nga, gặp sự cố hỏa hoạn khi đang làm nhiệm vụ khảo sát đáy biển ở lãnh hải nước này năm 2019, khiến 14 thủy thủ thiệt mạng. Đây là một trong những thảm họa hàng hải tồi tệ nhất của Nga trong một thập kỷ. Theo truyền thông Nga, sau 5 năm sửa chữa, mẫu tàu ngầm siêu bí mật này đã sẵn sàng quay trở lại thử nghiệm trên biển. Sự trở lại của tàu Losarik sẽ giúp lực lượng đặc nhiệm chuyên về tác chiến dưới đáy biển của Nga, có tên gọi Tổng cục Nghiên cứu Biển sâu (GUGI) khôi phục hoàn toàn sức mạnh. Đây là đơn vị lớn nhất và có năng lực nhất thế giới về tác chiến dưới đáy biển. Trong khi đó, Mỹ, quốc gia có lực lượng hải quân mạnh nhất hiện nay, lại đang tụt hậu trên mặt trận này. Tác chiến dưới đáy biển là các hoạt động quân sự và tình báo diễn ra ở độ sâu nhiều km dưới mặt nước. Đây là một trong các hình thức tác chiến bí mật nhất trong chiến tranh hiện đại. Các phương tiện truyền thông Nga gần đây đưa tin, nhà máy đóng tàu đang lên kế hoạch hạ thủy tàu hộ vệ tên lửa tàng hình, dự án 22350, mang tên đô đốc vào tháng 9 năm nay. Con tàu đang được đóng ở xanh Petersburg tại nhà máy đóng tàu phương Bắc. Thông tin này được biết từ các nguồn trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng, nhưng chính thức thì kế hoạch như vậy vẫn chưa được công bố. Chúng ta đang nói về lớp khinh hạm đa năng của Nga được tạo ra để thay thế các tàu khu trục thuộc dự án 956 và tàu chống ngầm cỡ lớn dự án 1155 vào năm 2021, người Nga thông báo rằng họ có thể tự chủ các thành phần chủ chốt của động cơ mới nhằm trang bị cho lớp chiến hạm đầy hứa hẹn này nhưng có vẻ chất lượng chưa được như mong muốn. Các lực lượng NATO đã chặn tàu hải quân và máy bay quân sự của Nga gần vùng biển và không phận của khối quân sự này trong tuần này, giữa lúc lãnh đạo NATO họp thượng đỉnh tại Mỹ vào tháng 7 năm 2024. Thông báo vắn tắt của Không quân Đức cho biết, máy bay tiêm kích đa nhiệm Eurofighter Typhoon trong lúc tuần tra trên bầu trời khối quân sự NATO đã phát hiện hai máy bay phản lực MiG-29 của Nga ngoài khơi Latvia, là thành viên vùng Baltic thuộc NATO. Theo Không quân Đức, Luftwaffe, bộ đội tiêm kích Nga nói trên đang bay trong không phận quốc tế trên biển Baltic mà không có kế hoạch bay như vậy hoặc không liên lạc với kiểm soát không lưu dân sự. Các nhà nghiên cứu nguồn mở tuyên bố trên mạng xã hội X trước đây là Twitter rằng Hình ảnh đi kèm thông báo trên cho thấy hai chiếc MiG-29KR với số series xác định chúng thuộc đơn vị không quân của Hải quân Nga đóng tại căn cứ hạm đội phương Bắc ở Severomorsk. Trong một diễn biến khác, tư lệnh Hải quân Hà Lan, pháo đô đốc Rentas vào hôm 8 tháng 7 tuyên bố rằng ba tàu Hải quân Nga đã được hộ tống đi qua vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Hà Lan tính từ bờ biển. Rentas là sĩ quan cao cấp nhất phụ trách lực lượng Hải quân Liên hợp của Hà Lan và Bỉ. Ông đã chia sẻ trên mạng X các hình ảnh về hai con tàu này của nga bao gồm tàu hộ vệ Nostrasimi và một tàu chở dầu lớp Tây cả hai đều thuộc về hạm đội baltic của nga ông tass nói rằng vụ chạm trán xảy ra vào kỳ nghỉ cuối tuần qua khi hải quân hà lan tham gia cùng một tàu hy lạp bắn hạ hai uav do lực lượng hầu thi phóng lên ở vùng biển đỏ các nước thành viên nato bao bọc biển baltic từ mọi phía tàu chiến của hạm đội baltic nga đôn trú ở kaliningrad một vùng lãnh thổ tách rời của nga nằm giữa Ba Lan và Litva. NATO theo dõi chặt chẽ hoạt động di chuyển của những tàu này tới từ biển Bắc cũng như vùng Bắc Đại Tây Dương rộng lớn hơn. Còn tại thượng đỉnh NATO ở Washington vào hôm 10 tháng 7, các nhà lãnh đạo của khối này tuyên bố Nga là mối đe dọa lớn nhất và trực tiếp nhất đối với an ninh của khối trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn. Các vị lãnh đạo NATO tuyên bố, chúng tôi ủng hộ đầy đủ quyền của Ukraine được lựa chọn các dàn xếp an ninh của riêng mình và quyết định tương lai riêng thoát khỏi can thiệp từ bên ngoài. Tương lai của Ukraina nằm ở NATO. Ukraina đã trở nên ngày càng gắn kết về chính trị với liên minh. Trong khi đó, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11 tháng 7 đáp trả bằng cách mô tả NATO là một liên minh được tạo ra trong kỷ nguyên đối đầu nhằm duy trì thế đối đầu. Ông Peskov nói, liên minh này hoàn thành chức năng của mình, căng thẳng đang gia tăng trên lục địa châu Âu. Cũng lần đầu tiên, NATO ám chỉ sự gần gũi của Trung Quốc với Nga tạo ra một đe dọa cho an ninh xuyên đại Tây Dương của phương Tây. Mặc dù NATO có những tuyên bố mạnh mẽ chống lại Nga, Trung Quốc và ủng hộ Ukraine như vậy, nhưng trên thực tế, Ukraine vẫn gặp muôn vàn khó khăn. Các gói viện trợ quân sự của Mỹ và các nước châu Âu sẽ phải mất nhiều tháng mới tới được mặt trận của Ukraine. Chính giới chức NATO cũng thừa nhận Ukraine sẽ chưa thể sớm đủ lực để mở cuộc phản công đáng kể hoặc tái chiếm được những giải đất rộng lớn, chí ít là đến năm sau, năm 2025 một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ giấu tên cho biết phía Ukraine vẫn sẽ ở trong thế phòng thủ trong 6 tháng tới. Tại một diễn đàn trong thượng đỉnh NATO 2024, một đại diện của Thụy Điển cho biết nền công nghiệp quốc phòng châu Âu bị bất ngờ trước kế hoạch quân sự quy mô lớn của Nga tại Ukraine vì nền công nghiệp này được định hướng chủ yếu cho thời bình và đến nay dù cố gắng nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được hết nhu cầu của phương Tây trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine ngay cả khi Ukraine đã nhận được hết các máy bay F-16 mà phương Tây hứa hẹn cung cấp cho họ thì vẫn còn vấn đề lớn nữa cho Ukraine như Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận. Đó là số lượng F-16 này quá nhỏ bé so với lượng lớn máy bay Nga đang triển khai trong xung đột Ukraine. Tổng thống Zelensky cho biết do số lượng nhỏ bé nên những chiếc máy bay F-16 sẽ không tạo được nhiều khác biệt trên chiến trường. Ngoài ra, tại thượng đỉnh NATO, một quan chức khối này cho biết do máy bay F-16 viện trợ cho Ukraine đến từ nhiều nước khác nhau nên sẽ phải căn chỉnh đáng kể để chúng phù hợp với không quân Ukraine. Mà trong lúc đó quân đội nga có thể thực thi nhiều động thái mới và có thêm bước tiến mới trên chiến trường. Mới đây Hy Lạp, Rumani và Bulgaria đã ký một thỏa thuận về việc kết nối bốn cảng mở đường cho việc tạo ra hành lang di chuyển quân sự giữa ba nước và giảm đáng kể vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong các hoạt động của NATO. Theo thông cáo báo chí từ Bộ Quốc phòng Romania, sáng kiến này sẽ đánh dấu bước tiến đáng kể trong việc tăng cường năng lực phòng thủ và răn đe của NATO trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Romania nhấn mạnh, việc hợp tác chặt chẽ với Bulgaria và Hy Lạp sẽ giúp các quốc gia này ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức an ninh hiện tại và tương lai. Các bên sẽ tiếp tục thảo luận và cởi mở với các sáng kiến tương tự khác. Điều này sẽ củng cố vai trò của Romania trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO Thỏa thuận này sẽ dẫn đến việc tạo ra một hành lang di chuyển quân sự hài hòa cùng với một cơ sở hạ tầng vững chắc, nâng cao tầm quan trọng về mặt địa chiến lược của Romania và Bulgaria cũng như củng cố sườn phía đông của NATO. Ngoài ra, mạng lưới nhiên liệu của NATO sẽ được mở rộng từ hai thành phố Kavala và Alexandropoli của Hy Lạp đến Bulgaria và Romania. Những biện pháp này sẽ góp phần tích cực trong tăng cường an ninh khu vực, giảm tầm quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc bảo vệ sườn phía đông của NATO. Bên cạnh đó, thành phố Alexandropoli ở rìa phía đông của Hy Lạp sẽ trở thành trung tâm quân sự lớn nhất của NATO trong khu vực. NATO đang phát triển nhiều hành lang trên bộ để có thể đưa quân đội và thiết giáp của Mỹ ra tiền tuyến đề phòng xảy ra một cuộc xung đột lớn ở châu Âu với Nga. Dẫn các nguồn tin khác nhau, báo Anh The Telegraph tháng 6 đưa tin lính Mỹ sẽ đổ bộ tại một trong năm cảng then chốt và di chuyển dọc theo các tuyến đường hậu cần được lên kế hoạch từ trước, chuẩn bị sẵn sàng trước một cuộc tấn công tiềm tàng từ Moscow. Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh các nhà lãnh đạo hàng đầu của Liên minh cảnh báo rằng các chính phủ phương Tây phải tự chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Nga trong hai thập kỷ tới. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Phân quyền và Hỗ trợ chung GSEC của Liên minh từng cảnh báo NATO chỉ có 5% lực lượng phòng không cần thiết để bảo vệ sườn phía đông. Chính vì vậy, các tuyến đường hậu cần đã trở thành ưu tiên hàng đầu kể từ khi các nhà lãnh đạo NATO thống nhất điều động 300.000 quân luôn trong tình trạng sẵn sàng cao độ để bảo vệ liên minh tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius, Litva vào năm ngoái. Để làm được điều đó, kế hoạch của NATO yêu cầu quân đội Mỹ đổ bộ vào các cảng của Hà Lan và sau đó đi tàu tới Đức và Ba Lan. Cụ thể, trong trường hợp xảy ra giao tranh với Nga, quân đội Mỹ sẽ đến cảng Rotterdam trước khi được điều động về phía đông. Tuy nhiên, các thỏa thuận khác cũng đang được thực hiện ngầm nhằm mở rộng các tuyến đường đến các cảng nhằm đảm bảo lực lượng binh sĩ sẵn sàng không bị cắt đứt. Trước đó, truyền thông phương Tây đưa tin, năng lực phòng vệ của NATO ở sườn phía đông của khối có thể đặt các thành viên vào mối đe dọa nghiêm trọng. Một quan chức NATO nói rằng, năng lực và kế hoạch phòng thủ của khối là thông tin mật nhưng thừa nhận kho dự trữ phòng không của Liên minh đã giảm. Quan chức trên nhấn mạnh, NATO sẽ tăng cường kế hoạch nhằm củng cố hệ thống phòng thủ trước các mối đe dọa trong tương lai nhằm vào sườn phía đông. Ngày 12 tháng 7, Bộ Ngoại giao Triều Tiên ra thông cáo báo chí nhấn mạnh Chúng tôi sẽ ngăn chặn mối đe dọa nghiêm trọng đang rình rập bằng phản ứng chiến lược cứng rắn hơn. Cụ thể, hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna dẫn thông cáo báo chí trên cho biết bộ ngoại giao triều tiên bày tỏ cực lực lên án và bác bỏ tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato diễn ra ở thủ đô washington dc của mỹ bên cạnh đó bình nhưỡng cho rằng washington coi việc thực thi chủ quyền chính đáng và hợp pháp của các quốc gia độc lập trong đó có triều tiên là mối đe dọa cảnh báo chiến lược toàn cầu hóa của nato chắc chắn có thể mang đến nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh toàn cầu triều tiên nhận định Tình hình hiện tại phải có một lực lượng và phương thức phản ứng mới để ngăn chặn âm mưu mở rộng liên minh quân sự, thách thức mang tính cấp bách đối với hòa bình và ổn định quốc tế. Bộ trên chỉ trích, động thái mở rộng các khối quân sự của Mỹ là nguyên nhân sâu xa đe dọa nghiêm trọng hòa bình khu vực, làm trầm trọng thêm môi trường an ninh quốc tế và châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang trên toàn thế giới. Thông cáo kết luận, Triều Tiên sẽ không bao giờ xem nhẹ hoặc né tránh hiểm họa nghiêm trọng đang rình rập, mà trái lại sẽ ngăn chặn triệt để các mối đe dọa xâm lăng và xung đột bằng phản ứng chiến lược ở mức độ mạnh mẽ hơn. Trước đó, trong tuyên bố tại hội nghị ở Washington, lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO đã nhấn mạnh cam kết đưa Ukraine trở thành thành viên, đồng thời thể hiện lập trường quyết liệt hơn trước chính sách hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Nga. Tuyên bố cũng cáo buộc Iran và Triều Tiên thúc đẩy xung đột của Nga ở Ukraine thông qua các hoạt động cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Moscow. NATO cũng đã đẩy mạnh hợp tác với bốn quốc gia đối tác ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand. Ngoài ra, bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO, Hàn Quốc và Mỹ đã kỳ hướng dẫn chung về việc thiết lập một hệ thống tích hợp có khả năng răn đe mở rộng dành cho bán đảo Triều Tiên nhằm chống lại các mối đe dọa quân sự và vũ khí hạt nhân từ Bình Nhưỡng. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga ngay lập tức chấm dứt xung đột ở Ukraine và rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi lãnh thổ Ukraine một cách vô điều kiện. Trong dự thảo nghị quyết mới đây, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi Nga chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine sau nhiều tuần tấn công liên tiếp. Theo Mirit News, nghị quyết mang tên an toàn và an ninh của các cơ sở hạt nhân ở Ukraine, bao gồm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, đã được thông qua với 99 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 60 phiếu trắng. Nội dung nghị quyết yêu cầu Nga cần khẩn trương rút quân đội và các nhân viên trái phép khác khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và ngay lập tức trả lại nhà máy cho phía Ukraine kiểm soát hoàn toàn để đảm bảo an toàn và an ninh. Nghị quyết nêu rõ, cho đến khi Nga trả lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga cung cấp cho phái đoàn hỗ trợ cho Zaporizhia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA khả năng tiếp cận kịp thời và đầy đủ tất cả các khu vực quan trọng tại nhà máy liên quan tới an toàn và an ninh hạt nhân để IAEA báo cáo được đầy đủ về tình hình an toàn và an ninh hạt nhân tại cơ sở. Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc, Sergei Kislytsia đã kêu gọi các nước ủng hộ nghị quyết. Ông nói, chúng ta nợ điều này với các thế hệ tương lai, chúng ta phải đảm bảo rằng nỗi kinh hoàng của thảm họa hạt nhân sẽ không lặp lại. Trong suốt cuộc xung đột 3 năm qua, Ukraine và Nga đã cáo buộc lẫn nhau về việc pháo kích nhà máy điện hạt nhân này và phá đường dây điện. Ukraine đã bác bỏ cáo buộc của Nga nói rằng nước này không tấn công các cơ sở hạt nhân. Tuy nhiên, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước cuộc bỏ phiếu, pháo đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cáo buộc mục đích của nghị quyết là cố gắng thúc đẩy câu chuyện sai lệch của phương Tây về nguồn gốc của các mối đe dọa đối với các cơ sở hạt nhân ở Ukraine. Ông còn cho biết đã xuất hiện mảnh vỡ của một chiếc máy bay không người lái Ukraine được sử dụng để tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Phía Ukraine đã phủ nhận thông tin họ đứng sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà ông Poliansky nhắc đến. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia được xây dựng từ năm 1984 đến năm 1995, là một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu và lớn thứ 9 trên thế giới. Nhà máy nằm ở bờ nam sông Dnipro, nơi quân đội Nga kiểm soát từ những ngày đầu cuộc xung đột với Ukraine. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới. Chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Theo thông cáo được trang web president.gov.ua công bố, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Rumani Klaus Iohannis do Washington DC đã ký bản thỏa thuận về hợp tác an ninh giữa Kiev và Bucharest. Một đoạn trong thông cáo viết, chính quyền Rumani sẽ chuyển giao một hệ thống phòng không qua chiếc cho Ukraine, tiếp tục ủng hộ Kiev, giống những gì đã làm trong giai đoạn 2022-2024 và tạo điều kiện vận chuyển nhanh chóng các thiết bị cần thiết qua lãnh thổ của họ đến Ukraine. Thông cáo viết thêm, điểm đặc biệt của thỏa thuận an ninh này là hợp tác cụ thể nhằm tăng cường an toàn cho khu vực Biển Đen. Romania sẽ giúp Ukraine trong công tác giả phá bom mìn ở Biển Đen và cung cấp hỗ trợ thông qua các cơ chế của Liên minh châu Âu, EU và NATO. Thỏa thuận này nâng tổng số thỏa thuận song phương dài hạn mà Kiev đã ký với các đối tác như Anh, Đức, Pháp và Mỹ lên 23%. Các tài liệu có khuôn khổ tương tự nhưng đều khác nhau. Cũng theo thỏa thuận, Rumani sẽ đóng góp vào việc đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16. Ngoài việc hỗ trợ đào tạo nói trên, hồi đầu tháng 6, Tổng thống Rumani cũng đã cho biết Hội đồng Quốc phòng nước này thảo luận về khả năng nhượng lại hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Vào cuối tháng 3 năm 2024, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cần ít nhất 25 hệ thống phòng không Patriot, mỗi hệ thống được trang bị từ 6 đến 8 hệ phóng. Rumani hiện sở hữu 7 hệ thống Patriot, được đặt hàng vào năm 2017, trong đó 4 hệ thống đã được bàn giao và duy nhất một hệ thống được thông báo là đã đi vào hoạt động vào tháng 11 năm 2023. Với tổng chi phí lên đến khoảng 4 tỷ đô la Mỹ, đây là thương vụ đắt nhất trong lịch sử quốc phòng Rumani. Khoản chi này nhấn mạnh cam kết của Rumani đối với quốc phòng và giá trị chiến lược của các hệ thống Patriot trong kho vũ khí của nước này. Vào thời điểm đó, ông Ioannis nhấn mạnh quyết định nhận lại hệ thống Patriot sẽ được đưa ra sau khi tham khảo kỹ lưỡng các chuyên gia quân sự và trong nội bộ hội đồng quốc phòng có nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến thông tin này nhiều ý kiến phản đối khi cho rằng mỗi hệ thống patriot đều rất quan trọng đối với hệ thống phòng không rumani đặc biệt trong bối cảnh hiện chỉ có một trong bốn hệ thống hoạt động việc nhượng lại một trong những hệ thống này sẽ làm giảm đáng kể khả năng phòng thủ của rumani trước các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo và trên không trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở thăm Mỹ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Mouse đã thông báo về gói viện trợ cho Ukraine. Chính phủ nước này dự định cung cấp cho Ukraine thêm 250 triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự, khoản viện trợ lớn nhất của nước này kể từ khi xung đột bùng phát ở Ukraine. Cụ thể, trong gói viện trợ này, Australia sẽ chi tiền để hỗ trợ Ukraine tên lửa phòng không, vũ khí không đối đất trong đó bao gồm cả vũ khí dẫn đường, vũ khí chống tăng, đạn pháo, súng cối, đại bác và vũ khí nhỏ. Đồng thời, Australia cũng sẽ ủng hộ một lô hàng gồm các đôi ủng để các binh sĩ Ukraine sử dụng trong chiến đấu. Với gói viện trợ vừa công bố, cho đến lúc này, Australia đã viện trợ tổng cộng hơn 1,3 tỷ đô la Úc cho Ukraine, trong đó 1,1 tỷ đô la Úc là viện trợ quân sự. Ngoài các gói viện trợ này, Australia cũng sẽ tham gia các sáng kiến của NATO về đào tạo và đảm bảo an ninh cho Ukraine với vai trò là đối tác điều hành. Trong chuyến thăm Mỹ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Mouse cùng với các đối tác khác ký biên bản ghi nhớ về liên minh máy bay không người lái để thực hiện cam kết trị giá 30 triệu đô la Úc của nước này nhằm hỗ trợ Ukraine trang bị máy bay không người lái. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Mouse cho biết đây không phải là gói viện trợ cuối cùng mà nước này cung cấp cho Ukraine và khẳng định nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine đến khi Ukraine giải quyết được cuộc xung đột theo cách riêng của mình. Trước đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Mouse cho biết Australia gia hạn và mở rộng cam kết đào tạo tân binh cho lực lượng vũ trang Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch Kudu trong suốt năm 2024. Australia cũng luân chuyển một vòng mới các sĩ quan, nhân viên có trình độ và kinh nghiệm chiến đấu, huấn luyện binh sĩ từ căn cứ Darwin tới Anh để tiếp tục chiến dịch này. Theo đó, số lượng thành viên lực lượng phòng vệ Australia ADF được triển khai sẽ tăng lên, được thay đổi luân phiên theo từng khóa đào tạo, mở rộng ra các chương trình đào tạo lãnh đạo cấp cơ sở, tập trung vào các kỹ năng chiến đấu cơ bản như chiến tranh đô thị, sơ cứu chiến đấu, công binh, trinh sát, bắn súng, vân vân. Kể từ tháng 6 năm 2022, hàng chục nghìn người Ukraine đã được đào tạo để trở thành binh sĩ như một phần của chương trình đào tạo rộng lớn hơn do Vương quốc Anh chủ trì và hỗ trợ bởi các nhân viên đến từ Australia, Canada, New Zealand, Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Litva, Hà Lan và gần đây là Rumani. Kể từ tháng 1 năm 2023, quân đội Australia chính thức tham gia chương trình này và đã giúp đỡ đào tạo hàng nghìn tân binh Ukraine. Ngày 12 tháng 7, Tổng thống thổ Nhĩ Kỳ, Tayyip Erdogan bày tỏ hy vọng thỏa thuận ngũ cốc ở biển Đen sẽ được nối lại và thỏa thuận cuối cùng về vấn đề này sẽ được ký kết tại thành phố Istanbul. Ông Erdogan cho biết, chúng tôi đã thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc biển Đen với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chúng tôi sẽ tuân thủ tiến trình. Nếu chúng ta có thể tập hợp cả hai bên về vấn đề này, tôi hy vọng các bước sẽ được thực hiện hướng tới khởi động lại sáng kiến biển Đen. Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn tất quá trình này ở Istanbul. Đây là những kỳ vọng của chúng tôi. Trước đó, theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Ankara nỗ lực thuyết phục Nga nối lại thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen. Tuy nhiên, ông Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ muốn hành lang ngũ cốc chạy qua lãnh thổ nước này và cung cấp nông sản cho các nước châu Phi đang thiếu lương thực, chứ không phải được vận chuyển đến phương Tây. Hãng thông tấn Anadolu dẫn phát biểu của Tổng thống Erdogan tại cuộc họp báo rằng, như các bạn đã biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã vận chuyển 30 triệu tấn ngũ cốc qua hành lang ngũ cốc ở Biển Đen. Tôi đã hỏi Tổng thống Nga, ông ấy cảm thấy như thế nào về việc nối lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen để tạo hành lang qua Thổ Nhĩ Kỳ vận chuyển nông sản đến châu Phi và các khu vực khác đang thiếu hụt nghiêm trọng lương thực. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông ủng hộ bất kỳ đề xuất nào tương tự như sáng kiến ngũ cốc của Istanbul. Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán trong khuôn khổ này. Tôi hy vọng rằng hành lang ngũ cốc ở Biển Đen sẽ sớm được mở cửa trở lại. Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, phía Nga phản đối việc cung cấp ngũ cốc cho châu Âu thông qua thỏa thuận ngũ cốc biển đen vì phương Tây không đáp ứng các nghĩa vụ của mình đối với việc xuất khẩu ngũ cốc của chính Moscow. Thỏa thuận ngũ cốc biển đen được ký kết tại Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22 tháng 7 năm 2022 và đã hết hạn vào ngày 17 tháng 7 năm 2023. Thỏa thuận này có vai trò quan trọng trong việc duy trì ổn định giá lương thực toàn cầu và ngăn chặn nạn đói ở nhiều nơi ngày 17 tháng 7 năm 2023, Nga tuyên bố rút khỏi thỏa thuận này vốn cho phép các tàu vận chuyển ngũ cốc và lương thực đi qua khu vực bị phong tỏa trên biển đen. Ngay sau đó, giá lương thực đã tăng vọt, đặc biệt là giá lúa mì, ngô và đậu nành ở châu Âu, Trung Đông cũng như các khu vực khác. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần cáo buộc rằng phương Tây là đích đến đối với phần lớn ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine, trong khi mục tiêu chính của thỏa thuận này cung cấp ngũ cốc cho các nước có nhu cầu kể cả các nước châu Phi chưa bao giờ được thực hiện. Nhà trắng ngày 11 tháng 7 thông báo Mỹ cùng Canada và Phần Lan thành lập liên minh nỗ lực hợp tác tàu phá băng hay còn gọi là hiệp ước ICE với mục tiêu đảm bảo hòa bình, hợp tác và thịnh vượng tại vùng cực cùng các khu vực lân cận. Liên minh sẽ tập trung trước tiên vào đóng tàu phá băng và phát triển những nguồn lực dành cho hoạt động tại Bắc Cực. Nhà trắng nêu trong thông cáo, trong vòng 6 tháng tới, các nước sẽ cùng thảo luận và triển khai kế hoạch hợp tác đóng tàu với trình độ kỹ thuật cao và tác động quan trọng đến lợi ích cũng như nghĩa vụ của đồng minh lẫn đối tác ở các vùng Bắc Cực và Nam Cực. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Dalip Singh thừa nhận nước này không có đủ số lượng tàu lớp băng và thua kém nghiêm trọng so với Nga về lĩnh vực trên nhưng bày tỏ hy vọng rằng thông qua nỗ lực chung họ có thể tăng cường sản xuất tàu phá băng mới. Ông Dalip Singh nói thêm, chúng tôi hiện chỉ có hai tàu phá băng ở vùng cực và chúng sắp hết thời gian hoạt động. Tuy nhiên, Mỹ dự định tăng số lượng lên mức nhanh nhất có thể. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia cảnh báo rằng nếu không thực hiện các thỏa thuận đã đạt được, Mỹ và đồng minh có nguy cơ mất ưu thế tại một địa bàn quan trọng có ý nghĩa địa chiến lược lớn. Ông Sinh ước tính Canada có khoảng 20 tàu phá băng và hạm đội này của Phần Lan gồm 8 tàu. Vị quan chức trên hy vọng sẽ tăng tổng số tàu phá băng trong số những nước tham gia Hiệp ước Bắc Cực lên 70 đến 90 chiếc trong thập kỷ tới. Hiện tại Nga có đội tàu phá băng lớn nhất thế giới, bao gồm 34 tàu chạy bằng động cơ diesel và 7 tàu sử dụng năng lượng hạt nhân. Chưa dừng lại đây, một số tàu phá băng khác đang được chế tạo tại các nhà máy đóng tàu và ở mức độ sẵn sàng khác nhau. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 1 đã cho khởi công tàu phá băng hạt nhân thế hệ thứ 5 thuộc đề án 22220, có chiều dài 173,3m và rộng 34m, nặng 33.540 tấn, được đánh giá là loại tàu phá băng lớn và mạnh nhất thế giới mới đây nhất tàu phá băng chiến đấu của Nga được gọi là dự án 23550 Ivan Papanin đã bắt đầu chạy thử nghiệm trên biển. The Guardian đưa tin tàu phá băng Nga không chỉ thiết kế để di chuyển qua băng mà còn có trang bị vũ khí có khả năng trang bị tên lửa hành trình. Theo The Guardian, con tàu này đóng tại xưởng đóng tàu Admiralty ở Saint Petersburg. Ban đầu tàu dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2023 nhưng bị hoãn lại một phần do cuộc xung đột ở Ukraine. Vũ khí trên Ivan Papanin bao gồm một khẩu pháo AK 176MA 76mm. Tàu cũng trang bị các bệ phóng cho tên lửa hành trình Club và Kalib giúp tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu. Đài CNN ngày 11 tháng 7 dẫn thông tin từ năm quan chức Mỹ và phương Tây rằng, tình báo Mỹ đầu năm nay đã phát hiện âm mưu nghi do chính phủ Nga giàn dựng nhằm ám sát giám đốc điều hành CEO của một nhà sản xuất vũ khí lớn của Đức. Theo các quan chức âm mưu này nằm trong một loạt các kế hoạch của Moscow nhằm ám sát các giám đốc điều hành trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng trên khắp châu Âu đang hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Âm mưu ám sát ông Amin Papager, lãnh đạo công ty Rheinmetall của Đức, là rõ ràng và chi tiết nhất trong chuỗi kế hoạch của Nga. Các quan chức nói thêm rằng khi biết về nỗ lực này, Mỹ đã thông báo cho Đức, cơ quan an ninh Đức sau đó đã bảo vệ ông Papager và ngăn chặn âm mưu ám sát. Một quan chức chính phủ cấp cao của Đức xác nhận rằng Berlin đã được Washington cảnh báo về âm mưu ám sát trên. Rent Metal là một trong những nhà sản xuất đạn pháo và đạn xe tăng lớn nhất thế giới. Tập đoàn này bắt đầu tăng cường sản xuất sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Vào tháng 5 năm 2023, Rent Metal cho biết đã thành lập một liên doanh với tập đoàn nhà nước Ukraine, Ukroboronprom, để chế tạo và sửa chữa xe tăng ở Ukraine. Vào tháng 2 vừa qua, Rent Metal thông báo tiếp kế hoạch mở một nhà máy sản xuất đạn dược ở Ukraine. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev người hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cảnh báo Moscow sẽ trả đũa bằng cách tấn công bất kỳ cơ sở nào mà Rent Metal thiết lập ở Ukraine. Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Mỹ ngày 10 tháng 7, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói rằng Nga đang tiến hành một cuộc giao tranh hỗn hợp với các đồng minh châu Âu. Theo CNN, việc nhắm vào CEO Rent Metal chỉ là một trong hàng loạt kế hoạch của Nga nhằm ám sát lãnh đạo các công ty trong ngành quốc phòng trên khắp châu Âu. Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, Tập đoàn Leonardo của Italia không có kế hoạch tăng cường các biện pháp an ninh cho các CEO của mình. Tuần trước, tập đoàn này vừa thành lập liên doanh với Rheinmetall để sản xuất xe tăng. Khi được hỏi về bản tin của CNN tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Washington, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông đã chứng kiến một chiến dịch bao gồm các hành động khiêu khích của Nga chống lại khối này. Ông cảnh báo việc này chỉ dẫn đến việc các đồng minh tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Tờ The New York Times ngày 12 tháng 7 dẫn lời hai nguồn thạo tin rằng một số nhà tài trợ lớn của Đảng Dân Chủ đã nói với Future Forward sẽ đóng băng 90 triệu đô la Mỹ tiền quyên góp tranh cử nếu như Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn tiếp tục đường đua Nhà Trắng năm nay. Future Forward là một tổ chức ủng hộ ông Biden tái tranh cử năm 2024. Tổng tiền của nhóm này đến từ các hoạt động của Siêu ủy ban Hành động Chính trị, COPAC và nhánh phi lợi nhuận Future Forward USA Action. Future Forward từ chối bình luận về bất kỳ cuộc trò chuyện nào với các nhà tài trợ hoặc số tiền đóng góp bị đóng băng một cố vấn của Future Forward nói rằng, nhóm mong đợi những ai hiện đang tạm dừng quyên góp sẽ quay trở lại. Dân New York Times tiếp cận được một nhà tài trợ cho Future Forward để tìm hiểu thêm về thông tin trên. Người này cho biết rằng đã được Future Forward tiếp cận nhiều lần kể từ sau phiên tranh luận của Tổng thống Biden và người tiền nhiệm Donald Trump để trao đổi về việc đóng góp. Tuy nhiên, ông và bạn bè cuối cùng vẫn quyết định tạm hoãn tài trợ. Bà Ray Stewart, trợ lý của tỷ phú Rex Holmes, một nhà tài trợ lớn cho Future Forward người đã quyên góp 7 triệu đô la Mỹ cho siêu nói rằng các nhà tài trợ đã phạm sai lầm khi quyết định đóng băng số tiền quyên góp. Theo bà Stewart, việc đóng băng tài trợ là một chiến lược có vấn đề vào thời điểm quan trọng trong chu kỳ bầu cử. Các nhà tài trợ thường hoạt động sau hậu trường, họ ngày càng quan ngại về khả năng thắng cử của ông Biden sau màn tranh luận trực tiếp trên truyền hình lép vế của ông trước cựu Tổng thống Donald Trump vào cuối tháng 6. Đầu tuần này, lãnh đạo Nhà Trắng đã cố gắng chấn an các nhà tài trợ, khẳng định ông vẫn tham gia cuộc đua và tin bản thân vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất để đánh bại ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, điều đó không đủ làm dịu đi sự lo lắng. Một nguồn tin thân cận với nỗ lực gây quỹ của Đảng Dân chủ tiết lộ, lượng tiền đến đang cạn kiệt, đồng thời mô tả các nhà tài trợ vô cùng thất vọng và lo lắng. Điều đó thể hiện rất rõ trong các buổi gây quỹ được tổ chức sau cuộc tranh luận Biden Trump cuối tháng trước. Cụ thể, một buổi gây quỹ diễn ra tại tư dinh của thống đốc bang New Jersey, Phil Murphy, sau cuộc so tài hùng biện đã thu về 3,7 triệu đô la Mỹ chưa bằng một nửa số tiền quyên góp được trong buổi gây quỹ tại nhà của cựu thống đốc bang Virginia, Terry McAuley, một tuần trước sự kiện. Những người chủ trì cũng quyết định hủy kế hoạch tổ chức một bữa tiệc trưa gây quỹ cho ông Biden ở Chicago, Illinois, dịp diễn ra đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ vào giữa tháng 8, vì có sự bất đồng về cách thức tiến hành trong bối cảnh sụt giảm ủng hộ đối với nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông không có lý do gì để nói chuyện với người đồng cấp Nga Vladimir Putin kể cả về cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng cho biết sẽ không từ chối hợp tác với bất kỳ nhà lãnh đạo thế giới nào. Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Năm, ông Biden được hỏi liệu ông có còn khả năng đối phó với ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong vài năm nữa hay không. Ông Biden nói, tôi đã sẵn sàng giải quyết với họ ngay bây giờ. Ông trả lời và lưu ý rằng ông vẫn duy trì liên lạc với ông Tập. Tuy nhiên, khi đề cập đến nhà lãnh đạo Nga, Tổng thống Biden cho biết ông không có lý do chính đáng để nói chuyện với ông Putin vào lúc này. Ông nói thêm, Ông ấy không sẵn sàng làm gì nhiều để thích ứng với bất kỳ thay đổi nào trong hành vi của mình, đề cập đến sự thù địch giữa Moscow và Kiev. Tôi chưa sẵn sàng nói chuyện với ông Putin trừ khi ông ấy sẵn sàng thay đổi hành vi của mình. Tuy nhiên, ông Biden sau đó cho biết, ông sẵn sàng hợp tác với bất kỳ nhà lãnh đạo nào muốn nói chuyện, bao gồm cả ông Putin. Ông kể lại rằng lần cuối cùng hai người trò chuyện trực tiếp, họ đang thảo luận về một thỏa thuận kiểm soát vũ khí liên quan đến vũ khí hạt nhân trong không gian. Ông nói thêm, điều đó đã không đi xa lắm. Cuộc điện đàm gần đây nhất giữa ông Biden và người đồng cấp Putin diễn ra vào cuối tháng 12 năm 2021, vài tuần trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, khiến quan hệ song phương giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ chiến tranh lạnh. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov hồi tháng trước cho biết, Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ, nhưng chỉ khi cuộc đối thoại đó toàn diện và không chỉ bao gồm các vấn đề kiểm soát vũ khí mà còn cả về xung đột Ukraine. Ông Peskov nói, không thể loại bỏ bất kỳ phân đoạn riêng lẻ nào khỏi tổng thể phức tạp của các vấn đề tích tụ đồng thời thừa nhận rằng cả hai bên cần tham gia để giải quyết các vấn đề ngày càng gia tăng trong cấu trúc an ninh toàn cầu. Vừa qua, tên của ông Putin một lần nữa được ông Biden nhắc đến trong một sự kiện chung ở Washington khi ông nhầm lẫn ông Zelensky của Ukraine với nhà lãnh đạo Nga, làm trầm trọng thêm mối lo ngại về trạng thái tinh thần của ông, vốn đã gia tăng kể từ màn trách luận thảm hại của ông Biden trước đối thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump vào tháng trước. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, Chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Lực lượng Hezbollah tại Liban vừa qua công bố video dài hơn 9 phút cho thấy các tay súng triển khai máy bay không người lái UAV hớt hớt từ khu vực chưa xác định trước khi phi cơ tiến vào không phận Israel và khu vực do Tel Aviv kiểm soát trên cao nguyên Golan. Điểm xa nhất trong hành trình của UAV nằm ở cực nam cao nguyên Golan cách biên giới Liban khoảng 46 km. Trong video, chiếc hớt hớt bay qua nhiều khu vực và đánh dấu hàng loạt mục tiêu gồm 6 trận địa chiến lược phục vụ trinh sát điện tử, các trận địa tên lửa phòng không Iron Dome, vòm sắt, sở chỉ huy quân đội, xe buýt vận chuyển binh sĩ Israel và nhiều hạ tầng quân sự. Hezbollah tuyên bố đã trinh sát tổng cộng 23 trận địa và cơ sở của quân đội Israel, nhấn mạnh phi cơ đã quần thảo nhiều lần trên một số địa điểm. Lực lượng này cũng thông báo sẽ tung thêm video thứ ba nhưng chưa nêu rõ địa điểm ghi hình. Trang tin i24news dẫn lời quan chức Bộ Quốc phòng Israel nói rằng quân đội nước này đã phát hiện và theo dõi UAV Hezbollah nhưng không bắn hạ nó vì phi cơ không mang vũ khí và nỗ lực đánh chặn có thể gây thiệt hại dưới mặt đất. Đây là video thứ hai được Hezbollah công bố trong gần một tháng qua cho thấy UAV của lực lượng này có khả năng xâm nhập vào sâu bên trong không phận do Israel kiểm soát và thăm dò hàng loạt mục tiêu trọng yếu của Tel những lo ngại về việc hệ thống vòm sắt có thể bị áp đảo trước kho tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Hezbollah ngày càng gia tăng. Hồi tháng 6 vừa qua, các quan chức Israel đã thừa nhận với phía Mỹ rằng vòm sắt có thể trở thành mục tiêu, đặc biệt là ở miền Bắc Israel. Và họ cũng rất ngạc nhiên về mức độ phức tạp của các cuộc tấn công do Hezbollah tiến hành cho đến nay. Theo CNN, mối quan tâm hàng đầu hiện nay của Mỹ và Israel là Hezbollah có thể sử dụng số lượng lớn tên lửa dẫn đường chính xác một quan chức Mỹ cho hay, trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện với Hezbollah, sự hỗ trợ mà Israel cần nhất sẽ là các hệ thống phòng không bổ sung bao gồm cả Vòm Sắt. Theo cơ quan nghiên cứu quốc hội của Mỹ, Vòm Sắt là nền tảng cho hệ thống phòng thủ của Israel và chính phủ Mỹ đã chi hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ cho chương trình này. Lực lượng phòng vệ Israel IDF từng tuyên bố Vòm Sắt có tỷ lệ thành công 95,6% khi đối phó với các đợt tập kích tên lửa phóng vào lãnh thổ Israel. Dù vậy, nếu Hezbollah có thể làm áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, thì điều đó sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của quân đội cũng như dân thường Israel. Trang tin Thuy -ti ngày 12 tháng 7 dẫn lời thành viên thuộc văn phòng chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas. Ông Hossam Badran cho biết, trong những cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra, và lực lượng này đã đề xuất thành lập chính quyền độc lập, gồm các nhân vật phi đảng phái tham gia điều hành giải Gaza và khu bờ Tây thời hậu chiến. Ông Badran cho biết thêm, việc quản lý Gaza sau xung đột là vấn đề nội bộ của Palestine mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài và chúng tôi sẽ không thảo luận một ngày sau xung đột ở Gaza với bất kỳ bên ngoài nào. Phát biểu của ông Badran được đưa ra sau khi thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu yêu cầu quân đội nước này kiểm soát hành lang Philadelphi, khu vực lãnh thổ thuộc giải Gaza nằm dọc biên giới với Ai Cập. Ông Netanyahu cho biết, việc kiểm soát hành lang Philadelphi là một phần trong nỗ lực ngăn chặn vũ khí được buôn lậu từ Ai Cập đến Hamas. Điều kiện này đi ngược lại quan điểm của Hamas, yêu cầu quân đội Israel rút hoàn toàn khỏi Gaza sau khi ngừng bắn. Một quan chức Hamas khác cũng nói với hãng tin AFP rằng đề xuất về một chính quyền phi đảng phái đã được đưa ra với các nhà hòa giải. Theo quan chức giấu tên này, chính quyền độc lập sẽ quản lý các vấn đề của Gaza và bờ Tây trong giai đoạn đầu sau chiến tranh, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử. Các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Doha, Qatar và Cairo, Ai Cập với mục đích mang lại lệnh ngừng bắn ở Gaza cũng như trao trả các con tin vẫn bị Hamas giam giữ ở đó. Ở một diễn biến khác, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mới đây nhấn mạnh không có bất cứ giải pháp thay thế nào đối với cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, UNRWA và 118 quốc gia đã ủng hộ quan điểm cho rằng tổ chức cứu trợ này đóng vai trò không thể thiếu được. Tuyên bố của người đứng đầu Liên Hợp Quốc được đưa ra trong bối cảnh Israel đang tăng cường những nỗ lực giải tán UNRWA. Phát biểu tại hội nghị khẳng định cam kết đối với UNRWA ở New York, tổng thư ký guterres kêu gọi mọi người hãy bảo vệ unwa bảo vệ đội ngũ nhân viên unwa và bảo vệ nhiệm vụ của unwa trong đó có hành động tài trợ cho tổ chức này người đứng đầu liên hợp quốc bày tỏ tôi xin được nêu rõ không có bất kỳ giải pháp nào có thể thay thế được unwa thủ tướng israel benjamin netanyahu từ lâu đã kêu gọi giải tán unwa cáo buộc tổ chức này kích động chống tel aviv và quốc hội israel đang cân nhắc khả năng đưa unwa vào danh sách các tổ chức cực đoan một số quốc gia đã ngừng tài trợ cho unwa sau những cáo buộc của israel cho rằng một số nhân viên của tổ chức này có liên quan đến vụ tập kích hôm 7 tháng 10 năm 2023 của phong trào Hồi giáo Hamas dẫn đến xung đột ở giải Gaza. Hầu hết các nhà tài trợ đến nay đã nối lại viện trợ, trong khi Liên Hợp Quốc hiện tiến hành một cuộc điều tra nội bộ. UNWA đã và đang hứng chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc xung đột ở giải Gaza và đến nay 195 nhân viên của tổ chức này đã thiệt mạng. Ông Guterres quả quyết, UNWA hiện còn bị tấn công theo nhiều cách khác nhau. Các nhân viên của tổ chức này đã trở thành đối tượng của những cuộc biểu tình ngày càng bạo lực và các chiến dịch thông tin sai lệch, độc hại. Theo người đứng đầu Liên Hợp Quốc, một số nhân viên UNOA đã bị lực lượng an ninh Israel bắt giữ và sau đó cho biết họ bị ngược đãi, thậm chí bị tra tấn. Ở khu vực bờ Tây, sự hiện diện và hoạt động di chuyển của đội ngũ nhân viên UNOA cũng bị Israel hạn chế nghiêm ngặt. UNOA được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thành lập vào năm 1949 sau cuộc giao tranh Ả Rập Israel đầu tiên. UNOA hiện cung cấp các dịch vụ giáo dục, y tế và viện trợ cho hàng triệu người Palestine ở giải Gaza, bờ Tây, Jordani, Syria và Liban nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử vtc news cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại